Chào mừng các em đến với kênh học toán online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục giải các bài tập trong sách và bài tập của môn toán lớp 3. Các em mở sách và bài tập của môn toán lớp 3, bài 95, so sánh các số trong phạm vi 10.000. Thì đầu tiên, chúng ta sẽ làm bài tập số 1. Bài tập số 1, người ta yêu cầu chúng ta so sánh các cặp số. Câu A, phép so sánh thứ nhất là 999 và số 1.000. Thì ở đây, số 999 chúng ta đếm là có 3 chữ số. Số 1.000 có 4 chữ số. Thì chúng ta có 4 lớn hơn 3, cho nên 999 sẽ nhỏ hơn 1.000. Tiếp tục, chúng ta so sánh hai số là 3.000 và 2.999. Thì số 3.000 có 4 chữ số. Số 299 cũng có 4 chữ số. Bây giờ việc làm tiếp theo là chúng ta sẽ so sánh từng cặp số 1 của hai số với nhau, kể từ trái sang phải. Thì kể từ trái sang phải, số 3.000 có chữ số thứ nhất là 3. Số 2.999 có chữ số thứ nhất là 2. Thì chúng ta có 3 lớn hơn 2, cho nên 3.000 sẽ lớn hơn 2.999. Tiếp tục, chúng ta có số 8.972 và 8.972. Hai số này đều là hai số, mỗi số có 4 chữ số. Và từng cặp số 1 của hai số này kể từ trái sang phải đều bằng nhau. Vì vậy, hai số này là hai số bằng nhau. Tiếp theo, chúng ta có 500 cộng với 5 và số 5.005. Thì 500 cộng với 5 chúng ta tính được bằng 505. Chúng ta có 505 là số có 3 chữ số và số 5.005 là số có 4 chữ số. Chúng ta có 3 nhỏ hơn 4, cho nên 500 cộng với 5 sẽ nhỏ hơn 5.005. Tiếp theo chúng ta làm câu B. Câu B, chúng ta so sánh cặp số đầu tiên là 9.999 và 9.998. Thì hai số này đều là những số có 4 chữ số, cho nên chúng ta phải so sánh từng cặp số 1 của hai số này kể từ trái sang phải. Thì cặp thứ nhất của hai số này kể từ trái sang phải là 9 và 9. Cặp thứ hai của hai số này cũng là 9 và 9. Vì vậy chúng ta cần phải so sánh tiếp cặp thứ ba của hai số này. Thì cặp thứ ba của hai số này cũng là 9 và 9. Cho nên chúng ta sẽ so sánh cặp cuối cùng của hai số này là 9 và 8. Chúng ta có 9 lớn hơn 8. Cho nên số 9.999 sẽ lớn hơn 9.998. Tiếp tục, chúng ta so sánh hai số 9.998 và 9.990 cộng với 8. Thì 9.990 cộng với 8, chúng ta sẽ được kết quả là 9.998. Thì chúng ta có hai số 9.998 bằng nhau. Vì vậy, chúng ta sẽ điền dấu bằng. Tiếp theo, chúng ta so sánh hai số 2009 và 2010. Thì 2009 là một số có 4 chữ số. 2010 là một số có 4 chữ số. Như vậy, chúng ta phải so sánh từng cặp số 1 của hai số kể từ trái sang phải. Thì cặp thứ nhất của hai số là 2 và 2. 2 bằng 2
cho nên chúng ta phải so sánh tiếp cặp tiếp theo. Cặp tiếp theo của hai số là 0 và 0. Kể từ trái sang phải. 0 bằng 0, cho nên chúng ta phải so sánh tiếp cặp thứ ba của hai số kể từ trái sang phải là 0, 0 và 1. Chúng ta có 0 nhỏ hơn 1, cho nên 2009 sẽ nhỏ hơn 2010. Tiếp theo, chúng ta so sánh hai số 7351 và 7153. Thì 7351, đây là số có 4 chữ số. Vì vậy, chúng ta cần phải so sánh từng cặp số 1 của hai số kể từ trái sang phải. Thì cặp thứ nhất kể từ trái sang phải của hai số là 7 và 7. Cặp thứ hai của hai số kể từ trái sang phải là 3 và 1. Thì ở đây chúng ta có 3 lớn hơn 1, cho nên 7351 sẽ lớn hơn 7153. Như vậy là chúng ta đã làm xong bài tập số 1. Tiếp theo, chúng ta làm bài số 2. Bài số 2, người ta yêu cầu chúng ta so sánh từng cặp số đo 1. Câu A, cặp thứ nhất là 1 kg và 999 g. Thì 1 kg chúng ta đổi ra được bằng 1000 g. Chúng ta có 1000 là số có 4 chữ số. Chín trăm chín mươi chín là số có 3 chữ số. Chúng ta có 4 lớn hơn 3, cho nên 1000 sẽ lớn hơn 999. Như vậy, 1 kg sẽ lớn hơn 999 g. Tiếp theo, chúng ta so sánh 690 m và 1 km. Thì 1 km chúng ta đổi ra được bằng 1000 m. Số 1000 này có 4 chữ số. Số 690 có 3 chữ số. 3 nhỏ hơn 4. Cho nên 690 sẽ nhỏ hơn 1000. Như vậy, 690 m sẽ nhỏ hơn 1 km. Tiếp tục, chúng ta so sánh 800 cm và 8 m. 8 m chúng ta có trong đơn vị đo chiều dài mét đến decimet, sau đó đến cm. Vì vậy, 8 m sẽ bằng 800 cm. 800 cm và 800 cm, thì hai số đo này sẽ bằng nhau. Như vậy, 800 cm sẽ bằng 8 m. Sang câu B. Một giờ chúng ta tính được bằng, chúng ta đổi được bằng 60 phút. Thì 59 và 60. 60 sẽ lớn hơn 59. Chúng ta có 59 có 2 chữ số, 60 có 2 chữ số. Chúng ta tiếp tục so sánh từng cặp số 1 của hai số này kể từ trái sang phải. Cặp thứ nhất là 5 và 6. 5 nhỏ hơn 6. Cho nên 59 sẽ nhỏ hơn 60. Như vậy, 59 phút sẽ nhỏ hơn 1 giờ.
Tiếp theo, chúng ta có 65 phút và 1 giờ, thì 1 giờ bằng 60 phút. 65 và 60 đều là hai số, mỗi số này có hai chữ số. 65. Bây giờ chúng ta sẽ so sánh hai cặp số của hai số kể từ trái sang phải, đó là 6 và 6. Thì 6 bằng 6, vì vậy chúng ta sẽ so sánh cặp tiếp theo là 5 và 0. Chúng ta có 5 lớn hơn 0, cho nên 65 sẽ lớn hơn 60. Hay nói cách khác, 65 phút sẽ lớn hơn 1 giờ. Tiếp tục, chúng ta so sánh 60 phút và 1 giờ. Thì 1 giờ bằng 60 phút, cho nên 60 phút sẽ bằng 1 giờ. Tiếp theo chúng ta làm bài 3, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Câu A. Số lớn nhất trong các số 9685, 9658, 9865 và 9856 là A, B, C, D. Thì để tìm ra số lớn nhất, chúng ta cần phải so sánh 4 số này với nhau. Thì 4 số này đều là những số có 4 chữ số. Cho nên chúng ta phải thực hiện bước tiếp theo là so sánh từng chữ số 1 của 4 số kể từ trái sang phải. Thì đầu tiên, số thứ nhất là số 9685, có chữ số thứ nhất là 9. Tiếp theo, số 9658 có chữ số thứ nhất là 9. Tiếp tục, số 9865 có chữ số thứ nhất cũng là 9. Và số 9856 có chữ số thứ nhất cũng là 9. Như vậy, chúng ta cần phải so sánh chữ số thứ hai để tìm ra số lớn nhất. Thì đầu tiên, chữ số thứ hai của số 9685 là 6. Chữ số thứ hai của số 9658 cũng là 6. Chữ số thứ hai của số 9865 là 8. Và chữ số thứ hai của số 9856 là 8. Chúng ta có 8 lớn hơn 6. Cho nên để tìm ra số lớn nhất, chúng ta chỉ việc so sánh hai số còn lại là 9865 và 9856. Thì hai số này có chữ số thứ hai kể từ trái sang phải bằng nhau. Vì vậy, chúng ta tiếp tục so sánh tiếp chữ số thứ ba kể từ trái sang phải. Thì kể từ trái sang phải, chữ số thứ ba của số 9865 là 6. Chữ số thứ ba của số 9856 là 5. Chúng ta có 6 lớn hơn 5. Vì vậy, số 9865 là số lớn nhất. 9865 sẽ là số lớn nhất. Như vậy, đáp án đúng ở đây chính là số 9865. 9865 chính là đáp án C. Tiếp theo, chúng ta làm câu B. Câu B, số bé nhất trong các số 4502, 4052, 4250 và 4520 là A, B, C, D. Thì các số mà bài toán đưa ra đều là những số có 4 chữ số. Vì vậy, chúng ta phải thực hiện bước tiếp theo là so sánh từng chữ số 1 kể từ trái sang phải của 4 số với nhau.
thì số đầu tiên là số 4502, có chữ số đầu tiên là 4. Số thứ hai là 4052, có chữ số đầu tiên cũng là 4. Số thứ ba là số 4250. 4250 có chữ số đầu tiên cũng là 4. Số thứ ba là số 4520. Có chữ số đầu tiên cũng là 4. Vì vậy, chúng ta sẽ so sánh chữ số thứ hai của bốn số này kể từ trái sang phải. Chữ số thứ hai của số 4502 là 5. Của số 4052 là 0. Của số 4250 là 2. Và của số 4520 là 5. Do bài toán yêu cầu chúng ta tìm ra số bé nhất, cho nên trong các chữ số thứ hai của bốn số này, chữ số bé nhất là 0. Vì vậy 4052 sẽ là số bé nhất. 4052 chính là đáp án B. Tiếp theo, chúng ta làm bài số 4. Câu E, đo rồi viết số đo độ dài thích hợp vào chỗ chấm. Thì độ dài cạnh của hình vuông nào? Thì ở đây các em sẽ tự đo. Ví dụ ở đây các em đo được là bằng 5 cm chẳng hạn. Ví dụ như vậy. Còn trên thực tế thì các em có thể là đo kết quả nó khác đi. Thì các em sẽ điền vào đây là 5 cm. Nếu các em đo được là 6 cm thì các em sẽ điền vào đây là 6 cm. Câu B, tính chu vi của hình vuông bên bài giải. Giả sử các em đo được là cạnh hình vuông là 5 cm thì các em sẽ tính chu vi của hình vuông như sau. Chúng ta có chu vi của hình vuông là 1 cạnh nhân với 4. Thì ở đây giả sử các em đo được là 5 cm thì các em sẽ lấy độ dài của một cạnh hình vuông là 5 cm nhân với 4 bằng 20, đơn vị đo là cm. Như vậy chúng ta sẽ có đáp số là 5 cm. Như vậy là chúng ta đã làm xong các bài tập của bài 95. Thì video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm vào nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất của kênh Học Toán Online. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video sắp tới.